Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Sông Công đã thành lập 11 đoàn lãnh đạo đến thăm tặng quà chúc Tết 47 gia đình người có công với cách mạng và người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn 10 xã phường của thành phố và 10 đối tượng là đảng viên từ 60 năm tuổi đảng trở lên. Thành phố Sông Công hiện có trên 1.400 gia đình đối tượng chính sách và có công với cách mạng đang được trợ cấp hàng tháng. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Sông Công luôn quan tâm chăm lo đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, thành phố còn đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách. Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024 năm nay, lãnh đạo thành phố đã đến thăm tặng quà, chúc Tết 47 gia đình người có công với cách mạng và người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn với tổng số tiền quà trị giá trên 43 triệu đồng được trích từ nguồn ngân sách thành phố. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình, bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp hy sinh của các gia đình chính sách đối với nền độc lập tự do của Tổ quốc. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đón Tết Nguyên đán vui tươi, ấm áp bên gia đình, tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ các gia đình ổn định đời sống, đón Tết an vui, đầm ấm. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố cũng tổ chức đến thăm chúc Tết 11 cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố. Việc thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết đến xuân về thể hiện tính nhân văn cao đẹp, sự quan tâm chăm lo sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, người có công trong cuộc sống, góp phần động viên họ vững tin hơn trong cuộc sống.